Kính thưa quý vị, được biết rằng Nhật Bản đã cảm ơn Việt Nam về vụ phi cơ tuần thám kẹt tại Tân Sơn Nhất. Đây là tin tức đến từ Hà Nội. Chính phủ của Nhật Bản đã mới bày tỏ lòng tri ân tới nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam vì Hà Nội cho phép phi cơ tuần thám của Tokyo quá cảnh khi gặp vấn đề giữa đợt dịch Covid-19 cũng như là đã hỗ trợ 2 tháng sau đó. VOA đưa tin vào tuần trước, tòa đại sứ của Nhật Bản tại Hà Nội đã thay mặt chính phủ và Bộ Quốc phòng gửi lời cảm ơn chân thành đến Việt Nam. Ít ngày sau khi phi cơ P-3C quay về nước. Chuyện xảy ra khi chiếc phi cơ P-3C được Bộ Quốc phòng của Nhật Bản cử đến nước Cộng hòa Djibouti ở châu Phi để thực hiện nhiệm vụ chống hải tặc tại Vịnh Eden ngoài khơi của Somalia và thu thập thông tin để bảo đảm an toàn cho các tàu thuyền đi qua khu vực Trung Đông. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, thì P3C đã trở về Nhật Bản và trong hành trình từ Djibouti, phi cơ này đã phải quá cảnh ở một số phi trường, trong đó có tân Sơn nhất để tiếp nhiên liệu. Tuy nhiên, do động cơ gặp trục trặc, cho nên phi công không thể cất cánh và phía Cộng sản Việt Nam đã cho phép phi hành đoàn gồm có 19 thành viên nhập cảnh và tạm trú từ ngày 19 tháng 4. Sau khi kết luận rằng động cơ cần phải được thay thế, Việt Nam đã nhanh chóng cấp phép cho phi cơ vận tải C3, C2 kính xin lỗi quý vị, được vận chuyển động cơ bằng đường không sang Việt Nam và cho phép cho nhóm nhân viên kỹ thuật được nhập cảnh vào Việt Nam. Tròn 2 tháng kể từ khi sự cố động cơ phát sinh, phi cơ P3C đã bay về được Nhật Bản an toàn. Nhật Bản cùng với Nam Hàn là hai nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất ở Việt Nam hiện nay kính thưa quý vị và năm công an tham gia vụ cướp 35 tỷ đồng tại Sài Gòn. Đây là tin từ Việt Nam. Tờ báo Việt Nam Net ngày 13 tháng 7 năm 2020 loan tin trong vụ cướp 35 tỷ đồng gây xôn xao dư luận Việt Nam vào ngày 18 tháng 5 vừa qua thì có đến 5 người là công an cộng sản đang làm việc tại phòng nghiệp vụ và tại các quận ở Sài Gòn có liên quan. Trong năm viên công an này mới chỉ có hai người bị khởi tố đó là Nguyễn Quốc Dũng và Nguyễn Anh Tuấn. Sau vụ cướp thì hai viên công an này được chia hàng trăm triệu đồng từ chiến lợi phẩm. Vẫn theo Vietnamnet, Dũng và Tuấn đã cùng với các công an khác được một nhóm bị can rủ tham gia vụ cướp tiền của Lê Đức Nguyên, 32 tuổi, quê tại Bình Định. Sau khi nhận phi vụ làm ăn này, Dũng và Tuấn đã hướng dẫn nhóm bị can cách dàn cảnh và chạm xe hơi với Nguyên trên xa lộ Sài Gòn, Long Thành, Dầu Dây, đoạn đi qua tỉnh Đồng Nai, rồi bắt cóc cả gia đình của Nguyên nhằm cướp số tiền ảo có giá trị quy đổi ra tiền thật là 35 tỷ đồng. Nguyên nhân của sự việc xuất phát từ đầu năm 2018, ông Nguyên đã rủ rê nhiều người ở các tỉnh thành đầu tư vào tiền ảo Pinkcoin. Do tin Nguyên, cho nên họ đã chuyển tiền ảo và Bitcoin vào ví điện tử của ông Nguyên để mua tiền ảo Pinkcoin. Tuy nhiên, chỉ sau vài tháng thì tiền ảo Pinkcoin đã bị sập. Nhiều nhà đầu tư bị mất số tiền lớn và không liên lạc được với Nguyên, cho nên họ đã tổ chức đi tìm Nguyên trong suốt thời gian qua. Cho đến cuối tháng 4 vừa qua thì họ đã phát hiện Nguyên đang có mặt tại Sài Gòn, cho nên thuê thám tử tư bám theo rồi tổ chức vụ cướp nói trên kính thưa quý vị. Và tàu cá của Việt Nam bị bắt ở vịnh Thái Lan. Kính thưa quý vị, trong một cuộc họp báo vào hôm chủ nhật ngày 12 tháng 7 thì ông Phukhorn Sarawut, Richard Wirat chỉ huy Cảnh sát Tuần Duyên Sư đoàn 7 cho biết, một tàu đánh cá của Việt Nam đã bị bắt và 6 thủy thủ, bao gồm cả thuyền trưởng, bị Cảnh sát Tuần Duyên ở Bình Thái Lan bắt giữ vào hôm thứ Bảy vừa qua. Ông Poco Sarawit cho biết, vào khoảng 2 giờ 30 phút chiều, hai tàu tuần tra của Cảnh sát Tuần Duyên đã phát hiện ra chiếc thuyền trên đánh bắt cá trong lãnh hải của Thái Lan, cách Narathiwat khoảng 30 hải lý về phía đông thường đánh cá với 6 thuyền viên, đã bị bắt và bị buộc tội đánh cá bất hợp pháp và xâm nhập vào lãnh hải của Thái Lan. Cảnh sát tuần duyên sư đoàn 7 chịu trách nhiệm về một khu vực ở hạ lưu Thái Lan từ sông xuống với biên giới của Malaysia. Một trong những trách nhiệm của họ là bảo vệ lợi ích hàng hải của Thái Lan. Theo tờ Bangkok Post đưa tin, trước đó cũng từng có một số tàu đánh cá của Việt Nam bị bắt. Ông Poco Sarawut nói, đội đánh cá Việt Nam bị bắt trên sẽ trải qua quá trình sàng lọc COVID-19 trước khi được giao cho cảnh sát của Narathiwat để thực hiện các hành động pháp lý. Và kính thưa quý vị, bản quảng cáo Black Lives Matter gây tranh cãi ở thành phố Houston hiện nay. Theo bản tin của Houston Chronicle vào hôm thứ bảy, ngày 11 tháng 7, hàng chục người tập trung lại để thảo luận về nguyên nhân một tấm bảng quảng cáo "Black Lives Matter" tại bãi đậu xe phía tây nam của Houston gây ra những xung đột trong cộng đồng người Việt tại đây. Người đàn ông rõ trả tiền cho tấm bảng này đã nhận được nhiều lời đe dọa. Theo tờ Houston Chronicle đưa tin thì ông Lê Hoàng Nguyên là chủ sở hữu một công ty bảo hiểm đã trả tiền cho bản quảng cáo trên để thể hiện nội dung Black Lives Matter và Stop Racism, được in bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh. Hôm ngày 8 tháng 7, ông Lê Hoàng Nguyên cho biết trên Facebook rằng sau khi tấm bản này được đưa lên, ông đã nhận được tin nhắn từ những người trong cộng đồng người Việt kêu gọi sát hại ông và tẩy chay cơ sở bán bảo hiểm của ông ta. Trước sự việc này, ông Lê Hoàng Nguyên cho biết ông cảm thấy bị tổn thương khi bị phán xét một cách bất công và bị kết án trước tòa án của dư luận. Ông Lê Hoàng Nguyên đã từ chối đưa ra bình luận chi tiết nhưng chia sẻ rằng mục đích của ông trong việc sử dụng bản quảng cáo trên là để truyền cảm hứng cho các nhà lãnh đạo tương lai và thể hiện sự ủng hộ trong việc chấm dứt kỳ thị chủng tộc và bất công. Đó không phải là một thông điệp chính trị hay giúp đỡ hay là hỗ trợ bất kỳ một tổ chức nào. Hôm thứ bảy thì ông Trần Quốc Anh, chủ tịch cộng đồng người Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận cho biết rằng ông đã lên kế hoạch một cuộc họp tại tòa thị chính để thảo luận về cuộc xung đột nói trên. Tuy nhiên, kế hoạch này cuối cùng đã bị hủy bỏ. Và kính thưa quý vị, người biểu tình phong trào Black Lives Matter đối mặt với cáo buộc tiết lộ thông tin mật tại Iowa, tin từ Iowa. Các công tố viên tại tiểu bang Oa, Iowa đã nộp đơn truy tố hai người biểu tình Black Lives Matter do các cáo buộc đánh cắp tài liệu mật của cảnh sát và đem nó lên trong một chương trình tin tức truyền hình. Hai người biểu tình này đã bị buộc tội phổ biến trái phép dữ kiện tình báo, một trọng tội có thể khiến họ lãnh mức án lên đến là 5 năm tù. Văn phòng Tư pháp Iowa cho biết, đây chỉ là lần thứ hai dạng cáo buộc này được đệ trình kể từ năm 2010. Tài liệu được đề cập đến là một bản báo cáo của Sở Cảnh sát Des Moines và mà các viên cảnh sát mang theo trong khi tuần tra tại một cuộc biểu tình vào ngày 1 tháng 7 ở tòa nhà Quốc hội Iowa. Bản báo cáo này bao gồm hình ảnh của các nghi can bị truy nã trong vụ phá hủy chiếc xe của cảnh sát tại Des Moines trong cuộc biểu tình vào ngày 20 tháng 6. Alexandria D, 26 tuổi, đã lấy bản báo cáo tình báo này từ túi sau của một viên cảnh sát trong cuộc đối đầu giữa cảnh sát và người biểu tình sau khi ba nghi can bị bắt giữ. Sau đó, những người biểu tình đã tập trung tại nhà tù của quận Polk để yêu cầu thả những người bị bắt giữ. Lúc này, Việt Trần, là 21 tuổi, đã thảo luận và đưa bản tin mật kia lên trong một cuộc phỏng vấn được phát ở trên đài truyền hình WOITV. Vào hôm thứ Ba, ngày 7 tháng 7, Việt Trần vẫn bị giam giữ do đã vi phạm điều khoản quản chế. Alexandria D đã được tại ngoại sau khi nộp 15.000 mỹ kim tiền bảo lãnh và từ chối bình luận sự việc nói trên kính thưa quý vị. 10 tổ chức nhân quyền quốc tế kêu gọi Việt Nam tôn trọng nhân quyền phóng thích tù nhân lương tâm. Các vị chức đến từ Bangkok, ngày 13 tháng 7, 10 tổ chức nhân quyền quốc tế trong đó có ân xá quốc tế và người bảo vệ nhân quyền đã ra thông cáo chung yêu cầu nhà cầm quyền chấm dứt đàn áp giới bất đồng chính kiến và truyền thông độc lập cũng như là tôn trọng cam kết quốc tế về nhân quyền. Trong thông cáo báo chí vào ngày 13 tháng 7, các tổ chức nhân quyền đã bày tỏ sự lo ngại về việc đàn áp leo thang của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đối với giới truyền thông độc lập và giới bất đồng chính kiến trước đại hội toàn quốc của đảng cộng sản Việt Nam dự kiến vào đầu năm 2021. Các tổ chức bày tỏ sự lo ngại đặc biệt là về các vụ bắt giữ 11 tù nhân lương tâm gần đây, trong đó có 4 người bảo vệ nhân quyền ở Dương Nội, hai thành viên của hội nhà báo độc lập Việt Nam là phó chủ tịch Nguyễn Tường Thụy và nhà báo trẻ Lê Hữu Minh Tuấn và blogger Phạm Thành vân vân. Họ cũng lo ngại về đàn áp gia tăng đối với các thành viên của nhà xuất bản tự do buộc nhà hoạt động Phạm Đoan Trang phải rời tổ chức này. Cuối cùng, 10 tổ chức kêu gọi nhà công quyền Cộng sản Việt Nam chấm dứt đàn áp các tổ chức dân sự và cũng như là trả tự do ngay lập tức cho 11 nhà hoạt động mới bị bắt cũng như là toàn bộ tù nhân lương tâm ở Việt Nam. Các tổ chức cũng yêu cầu Hà Nội tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy quyền con người của mọi công dân phù hợp với nghĩa vụ của Việt Nam theo luật pháp của quốc tế. Phụ huynh Việt Nam tự làm giấy khen tặng con khi bé không được giấy khen ở trường. Các thú vị tin đến từ Việt Nam đến hẹn lại lên. cứ mỗi dịp kết thúc năm học là các trường học tại Việt Nam lại đua nhau khoe thành tích bằng số lượng giấy khen của học trò. Còn cha mẹ thì khoe trên Facebook với những tờ giấy khen được cho là kết quả của một năm học. Điều này khiến nhiều người vui nhưng cũng làm cho một bộ phận học sinh không có giấy khen rơi vào tâm trạng lạc lõng buồn rầu. Vào ngày 13 tháng 7 năm 2020, Báo Phụ Nữ loan tin sau khi đứa con gái đang học tiểu học về nhà với tâm trạng buồn rầu vì không được giấy khen và luôn hỏi bố mẹ có buồn không, khiến anh Nguyễn Nam 32 tuổi quê Bắc Ninh đang nghĩ ra cách tự làm giấy khen để an ủi hai đứa con của mình. Tờ giấy của anh Nam có tên là giấy like và có một số biểu tượng như nút thả tim, thả like của Facebook với nội dung là bố mẹ ghi nhận sự nỗ lực của con gái đã rất cố gắng tự giác học tập trong suốt một năm học vừa qua và ngoài tặng giấy khen cho con, vợ chồng anh Nam còn tổ chức lễ bế giảng tại nhà và tặng hoa giấy cho con mình. Anh Nam cho biết vợ chồng anh là nhân viên ở một khu công nghiệp, không có nhiều thời gian dành cho các con nên không ép con học nhiều mà thấy may mắn khi hai bé tự giác học nhưng các bé học theo kiểu làm xong bài tập rồi thôi. Và khi thấy con nay suy nghĩ băn khoăn về thời giấy khen nên anh nghĩ ra cách động viên an ủi con trước đó dư luận việt nam cũng bị gây chú ý bởi một uh, tấm hình là một em học sinh ngồi rơ rọi không có giấy khen trong khi tất cả các bạn học còn lại đều có cầm trên tay giấy khen giơ trước mặt cho cô giáo chụp hình